Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Remitano hoặc Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 20% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã tăng lên mức cao kỷ lục và lập đỉnh mới mọi thời đại ở mức giá trên 66.000 đô la. Mặc dù Bitcoin tăng giá, nhưng không phải ai cũng vui mừng về điều này. Trong vòng 24 giờ qua, có tới 40.490 trader bị cháy lệnh short. Lệnh short Bitcoin lớn nhất bị cháy có giá trị lên tới 10 triệu đô la trên sàn BitMEX. Nếu chỉ tính riêng trong vòng 1 giờ, đã có 3,77 triệu lệnh short bị thanh lý. VanEck sẽ là quỹ Bitcoin ETF Future thứ hai được giao dịch tại Hoa Kỳ. Họ đã được chấp thuận để khởi động ETF liên kết với Bitcoin trong một hồ sơ sau khi có hiệu lực với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC, cho thấy SEC đã cho phép công ty khởi động quỹ của mình sau ngày 23 tháng 10. Sự chấp thuận của ProShares và VanEck đánh dấu lần đầu tiên các nhà đầu tư Hoa Kỳ có thể mua và giao dịch cổ phiếu của một quỹ ETF được liên kết trực tiếp với Bitcoin. Hoa Kỳ đã theo bước chân của Canada và một số quốc gia ở châu Âu cho phép các quỹ Bitcoin ETF và các sản phẩm giao dịch khác đi vào hoạt động. Nhu cầu đầu tư vào quỹ Bitcoin ETF là rất lớn. ProShares đã thu hút khoản tiền đầu tư lên hơn 1 tỷ đô la chỉ trong vòng 2 ngày. Theo dữ liệu của Bloomberg Intelligence, quỹ ProShares là quỹ ETF nhanh nhất trong lịch sử đạt được cột mốc 1 tỷ đô la. Mặc dù Bitcoin đã tăng chóng mặt lên 66.000 đô la và các nhà đầu tư dường như không quá bất ngờ với thông tin này. Theo JP Morgan, những lo ngại về lạm phát cùng với sự quá hào hứng về quỹ Bitcoin ETF Future đầu tiên của Hoa Kỳ đang khiến đồng tiền kỹ thuật số này đạt mức cao kỷ lục. Các nhà chiến lược tại JP Morgan tin rằng Bitcoin là một biện pháp phòng ngừa lạm phát tốt hơn vàng, và đó là lý do chính cho sự gia tăng hiện tại, dẫn đến sự chuyển dịch từ các quỹ ETF vàng sang các quỹ Bitcoin kể từ tháng 9. Những lo ngại ngày càng tăng về lạm phát đã làm mới lợi ích của các nhà đầu tư đối với các loại tài sản có thể hoạt động như một loại hàng rào, bao gồm cả Bitcoin. Trong những tuần gần đây, vàng đã thất bại trước những lo ngại ngày càng tăng về áp lực chi phí. Việc chuyển từ các quỹ ETF vàng sang các quỹ Bitcoin đã tăng lên nhanh chóng. JP Morgan cho rằng sự thay đổi này vẫn còn nguyên vẹn và sẽ hỗ trợ triển vọng tăng giá cho Bitcoin vào cuối năm. Trước sự cạnh tranh quyết liệt từ các quỹ Bitcoin ETF Future, quỹ Grayscale đã nộp đơn xin chuyển đổi thành quỹ Bitcoin ETF. Grayscale hy vọng quỹ của họ sẽ được chấp thuận vào giữa năm 2022. Đại diện của Grayscale tin rằng GBTC sẽ nhận được sự chấp thuận của SEC. Hợp đồng tương lai không phải là cách hiệu quả nhất để tiếp cận tiền điện tử. Giá kỳ hạn dựa trên giá giao ngay cơ bản. Chắc chắn nhu cầu tiếp xúc trực tiếp với Bitcoin thông qua phương tiện đầu tư là rất lớn. GBTC có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 600 triệu đô la, phục vụ khoảng 700.000 chủ tài khoản khác nhau. GBTC đã đóng cửa sau phiên giao dịch hôm thứ Tư ở mức 51,8 đô la, tăng 5,57% so với giá mở cửa 49,02 đô la. Khối lượng giao dịch lên tới 13,6 triệu cổ phiếu. Ngoài GBTC, công ty quản lý gần 40 tỷ đô la tài sản, nắm giữ 3,44% lượng Bitcoin đang lưu hành. Grayscale có kế hoạch chuyển đổi 14 quỹ khác thành ETF. 13 trong số 15 quỹ do Grayscale quản lý được lập chỉ mục cho các loại tiền kỹ thuật số khác nhau, trong khi một quỹ nắm giữ danh mục tiền điện tử đa dạng và một quỹ đầu tư vào các tài sản tài chính phi tập trung DeFi. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.